Thưa quý vị, cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới và giáo dục là định hướng quan trọng. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại sự kiện ra mắt sản phẩm robot giáo dục trẻ em đầu tiên tại Việt Nam do công ty cổ phần quốc tế VSLi tổ chức tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, định hướng giáo dục là định hướng từ bậc mầm non, định hướng giáo dục là tạo ra sự thay đổi từ cấp quản lý và tạo ra một thế hệ tương lai cho đất nước. Trong đó cách tốt nhất là tập trung ngay từ mầm non. Và ở kỷ nguyên 4.0, điều tạo ra sự khác biệt là khả năng sáng tạo. Nó không chỉ tạo ra sự khác biệt cho từng quốc gia, mà còn tạo ra sự khác biệt của từng cá nhân với nhau. Đặc biệt hơn là sự khác biệt với robot trí tuệ nhân tạo. Tại lễ ký kết về việc đưa robot giáo dục Captain Eye vào hệ sinh thái giáo dục của công ty cổ phần quốc tế VisLife, ông Đỗ Bình, CEO của VisLife cho biết trẻ em cần nhiều yếu tố khác như kỹ năng tự học, khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp, giao tiếp hiệu quả, đặt mục tiêu để có thể tồn tại trong thị trường lao động những năm 2030. Việc lựa chọn robot giáo dục Captain Eye vào hệ sinh thái giáo dục VisLife là nhằm giải quyết nhiều vấn đề mang tính thực tiễn, như phòng tránh cận thị gù lưng cho trẻ em gắn kết người thân trong gia đình với trẻ nhỏ gắn kết các chương trình đào tạo trong việc đồng hành cùng trẻ trưởng thành đặc biệt mô hình giáo dục của vs life sẽ giúp trẻ hình thành thói quen biết tự bảo vệ sức khỏe chăm sóc bản thân làm việc nhà